MU chính thức ra phán quyết về tương lai của Mason Greenwood. MU tống khứ Casemiro khỏi Old Trafford. Paris Saint-Germain lập kỷ lục buồn ở C1. MU chính thức ra phán quyết về tương lai của Mason Greenwood. Manchester United đã đưa ra phán quyết cuối cùng về tương lai của Mason Greenwood trong cuộc họp với lãnh đạo Getafe. Tiền đạo Mason Greenwood của Manchester United hiện đang tận hưởng thời gian thi đấu thành công tại Getafe dưới dạng cho mượn, khi anh ghi được 8 bàn thắng và có 6 đường kiến tạo sau 29 lần ra sân ở La Liga. Mason Greenwood sẽ không trở lại Manchester United vào mùa hè này, theo chủ tịch Getafe Angel Torres. Họ muốn kéo dài thời gian mượn Mason Greenwood sau khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa này. Đồng chủ sở hữu mới của MU, Sir Jim Ratcliffe, người hiện đang phụ trách các hoạt động bóng đá tại Old Trafford, đã gợi ý về con đường khả thi cho Greenwood trở lại câu lạc bộ khi ông đề cập đến tương lai của tiền đạo này vào tháng 2 vừa qua. Sir Jim Ratcliffe tuyên bố MU cuối cùng cũng sẽ đưa ra quyết định về Mason Greenwood khi nói: "Quy trình sẽ là hiểu sự thật, sau đó cố gắng đi đến quyết định công bằng trên cơ sở các giá trị. Về cơ bản, Mason Greenwood có phải là người tốt không? Cậu ấy có phù hợp với Manchester United không? Mason Greenwood có thể tiếp tục chơi cho Manchester United không? Liệu chúng tôi có thấy thoải mái với điều đó và liệu người hâm mộ có thấy thoải mái với điều đó không?" Mason Greenwood gia nhập Getafe vào tháng 9 năm ngoái sau khi cơ quan công tố Crown của Anh bãi bỏ các cáo buộc anh cố gắng cưỡng hiếp hành hung bạn gái cũ. Đó là điều khiến Greenwood bị MU treo giò từ tháng 2 năm 2022 và phải sang Getafe để lánh nạn, đồng thời vực dậy sự nghiệp của mình. Nhưng bây giờ có vẻ như MU đã đóng cửa về khả năng trở lại của Greenwood khi chủ tịch Getafe Torres nói: "Nếu điều đó tùy thuộc vào Mason Greenwood, bố mẹ cậu ấy và câu lạc bộ Getafe, tôi nghĩ cậu ấy sẽ tiếp tục ở lại Getafe thêm một năm nữa. Nhưng đối với Manchester United, tin tức mà chúng tôi có được từ tuần trước khi giám đốc thể thao của Getafe tới Anh để xem một số trận đấu và ở cùng họ, là nếu đó có một lời đề nghị tốt, họ sẽ muốn bán bởi vì Mason Greenwood sẽ không quay trở lại đó, tức là Manchester United. Chúng tôi sẽ phải đợi đến cuối tháng 6. Mason Greenwood và gia đình cậu ấy đang rất thoải mái và hạnh phúc ở đây với người hâm mộ của chúng tôi. Khi đến đây, Mason Greenwood đã không thi đấu trong vòng 16 tháng. Mason Greenwood đã lấy lại được phong độ, cậu ấy ghi được 8 bàn thắng ở La Liga và 2 bàn ở giải cúp. Người hâm mộ và huấn luyện viên rất hài lòng với Greenwood. Tôi nghĩ Mason Greenwood sẽ ở lại với chúng tôi thêm một mùa giải nữa, hoặc ít nhất là cho đến tháng riêng. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi." MU tống khứ Casemiro khỏi Old Trafford. MU phải đền bù một số tiền khổng lồ nếu muốn thanh lý sớm Casemiro, người vẫn còn 2 năm trong hợp đồng chơi bóng ở sân Old Trafford. Casemiro, người bị chấm 1 điểm ở trận thua thảm họa MU 0-4 Crystal Palace, từ là niềm hy vọng được hết lời ca ngợi ở mùa giải đầu tiên với Quỷ Đỏ, đã gây thất vọng lớn ở mùa giải năm nay. Ở những trận đấu Premier League gần đây, do MU khủng hoảng lớn nơi hàng thủ, Casemiro thậm chí phải sắm vai trung vệ. Vào đêm thứ hai rạng sáng ngày 7 tháng 5, ngôi sao 32 tuổi là người bị chỉ trích nhiều nhất sau thất bại đáng xấu hổ của Quỷ Đỏ trên sân Crystal Palace. Casemiro là người có lỗi trong bàn thua đầu và thứ tư của MU đều được ghi bởi Olis. MU hiện đã để thủng lưới 81 bàn trên mọi đấu trường mùa này, cao nhất với họ kể từ 1977. Với một phong độ thảm họa có thể khiến không được dự bất cứ giải đấu nào châu Âu trong mùa tới. Sau trận đấu, cựu danh thủ Liverpool Jamie Carragher nêu quan điểm trên Sky Sports rằng MU nên xem xét thanh lý hợp đồng sớm với Casemiro. Theo Carragher, đội trưởng vũ khúc Samba đã hết thời và cảm thấy buồn khi chứng kiến Casemiro chơi tệ đến vậy, cho rằng sân chơi thích hợp cho ngôi sao MU bây giờ là MLS hoặc Saudi Pro League. MU nên thảo luận và thanh lý sớm hợp đồng với Casemiro. Đội ngũ của Casemiro nên bảo cậu ấy dừng lại. Từng là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới, giành rất nhiều danh hiệu với Real Madrid. Chiến thắng Champions League không nên để xảy ra những trận đấu như thế này. Theo tôi, Casemiro chỉ còn 3 trận đấu ở cấp độ hàng đầu, 2 tại Premier League và chung kết FA Cup. MU đấu Man City và sau đó với cậu ấy là MLS hoặc Saudi. Tuy nhiên, không dễ để Quỷ Đỏ làm điều này bởi khoản tiền khổng lồ mà họ sẽ phải đền bù cho tiền vệ người Brazil do đôi bên vẫn còn 2 năm trong hợp đồng. Vào năm 2022, MU bỏ ra số tiền lớn tới 70 triệu bảng để ký hợp đồng dài hạn 4 năm với một Casemiro 30 tuổi cùng mức lương cao ngất 350.000 bảng trên một tuần. Theo tính toán của Caponoli, nếu thanh lý sớm Casemiro với 2 năm tiền lương còn lại, có nghĩa Quỷ Đỏ phải trả đến 36,4 triệu bảng.
từng có những tin đồn ra đi của Casemiro trong mùa này với sự quan tâm từ Saudi Pro League. Trong trường hợp tìm được đội mua tiền vệ Brazil, MU có thể sẽ giảm bớt được khoản tiền lớn lương mà không phải tốn nhiều tiền đền bù nếu đôi bên đã được thỏa thuận. Paris Saint-Germain lập kỷ lục buồn ở C1. Chưa đội bóng nào ở Champions League tung ra đến 44 cú sút trong cả hai lượt trận mà không thể ghi nổi một bàn thắng như Paris Saint-Germain trước Dortmund tại trận bán kết. Chuyện tình 7 năm giữa Mbappe và Paris Saint-Germain dần bước vào đoạn kết. Tuy nhiên, cái kết của nó rất có thể sẽ không có hậu khi Paris Saint-Germain không cho thấy được sự hiệu quả cần thiết để giải quyết Dortmund trong cả hai lượt trận và để mất tấm vé vào chung kết Champions League. Bên cạnh khả năng tận dụng cơ hội kém của Mbappe và đồng đội, điều nghiệt ngã nhất sau tiếng còi của trọng tài Daniele Cosato là thần may mắn đã ngoảnh mặt hoàn toàn với đội bóng nước Pháp. Paris Saint-Germain quá đen. Sân khấu đã được chuẩn bị cho Mbappe về lần xuất hiện có thể là cuối cùng tại Champions League trong màu áo Paris Saint-Germain tại sân Parc des Princes. Paris Saint-Germain thua Dortmund 0-1 ở lượt đi trên đất Đức, nhưng với phẩm chất ngôi sao của Mbappe, nhiều người tin rằng tấm vé vào chung kết vẫn còn trong tay đội bóng của nước Pháp. Tuy nhiên, hơn 90 phút trên đất Pháp lại chỉ chứng kiến sự bế tắc đến cùng cực của Paris Saint-Germain. Thống kê sau trận đấu cho thấy đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique cầm bóng đến 70% thời lượng, tung ra đến 30 cú sút, nhưng đổi lại chỉ là con số 0 tròn chỉnh trên bảng tỷ số. Paris Saint-Germain có quyền đổ lỗi cho sự thiếu may mắn khi đây là yếu tố ngoảnh mặt với họ trong cả hai lượt trận bán kết. Đến chính huấn luyện viên Luis Enrique thừa nhận rằng bóng đá thật không công bằng. Điều Enrique nói không phải là không có lý. Chỉ riêng Parc des Princes có đến 4 lần cột dọc và xà ngang từ chối bàn thắng của các cầu thủ Paris Saint-Germain. Nếu xét ở cả hai lượt trận, số lần đội bóng nước Pháp dứt điểm trúng khung gỗ là 6 lần. Chưa có một đội bóng nào đen đủi trong việc tìm kiếm dù chỉ là một bàn thắng như Paris Saint-Germain ở trận bán kết này. Cụ thể, theo Opta, 4 lần bị khung gỗ từ chối bàn thắng cũng là con số nhiều nhất trong một trận đấu ở vòng knockout ở Champions League. Tại Paris, Paris Saint-Germain làm tất cả. Huấn luyện viên Luis Enrique thử mọi cách, ném vào trận đấu những gì hay nhất, tự đưa Kylian Mbappe trở lại vị trí biên trái sở trường, tung Goncalo Ramos vào sân đảm nhiệm vai trò số 9. Với tổng cộng 30 cú sút, đội bóng thành Paris ghi tên vào lịch sử khi là đội có nhiều cú sút nhất nhưng không thể ghi bàn ở một trận đấu tại Champions League tính từ khi Opta thu nhập dữ liệu từ mùa 2003-2004. Paris Saint-Germain sở hữu tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng XG trận này lên tới 3,22 và tạo ra tới 5 cơ hội ngon ăn. Điều này đồng nghĩa với việc máy tính cho rằng Mbappe và các đồng đội phải ghi được ít nhất 3 bàn thắng. Đây cũng là trường hợp thứ tư được ghi nhận kể từ mùa giải 2010-11 tại Champions League và một đội sở hữu XG hơn 3 bàn thắng trong một trận đấu nhưng không ghi được bàn nào. Thậm chí, chính Mbappe cũng có một cơ hội không thể ngon ăn hơn ở phút 86 khi bóng bật đến chân anh và trước mặt chỉ là khung thành trống. Tuy nhiên, thủ môn Cobel lại bay người xuất thần để đẩy bóng trúng xa ngang. Trong 30 phút cuối trận, bóng gần như luôn nằm trong chân các cầu thủ Paris Saint-Germain với tỷ lệ giữ bóng lên tới 84% thời lượng. Tuy nhiên, sau tất cả, mảnh lưới của Cobel vẫn còn nguyên vẹn đến tiếng còi kết thúc trận đấu. Bản lĩnh Dortmund. Không còn nghi ngờ gì nữa, vận may đã mỉm cười với Dortmund. Tuy nhiên, khi đối đầu với những gã khổng lồ như Paris Saint-Germain, ngoài một chút may mắn, bản lĩnh cũng là thứ cần được nhắc đến. Từ Signal Iduna Park tới Parc des Princes, Dortmund chứng minh cho tất cả thấy việc họ tiến sâu tại Champions League không phải ngẫu nhiên. Đội bóng vùng rùa khuất phục Paris Saint-Germain nhờ lối chơi rất có tổ chức và khả năng phòng ngự kín kẽ. Trong một trận đấu loại trực tiếp ở Champions League, một lần nữa, sự thực dụng và chuẩn xác trong từng pha xử lý lại lên ngôi. Trong hiệp 1, Paris Saint-Germain giữ bóng tới 61% thời lượng, tung ra số pha dứt điểm nhiều gấp đôi đội khách. Tuy nhiên, cơ hội tốt nhất thuộc về đại diện nước Đức khi tiền đạo Adeyemi dốc bóng từ sân nhà rồi sút chéo góc khiến thủ môn Gianluigi Donnarumma vất vả đổ người cứu thua. Không tạo ra cảm giác ép sân dữ dội, điều nguy hiểm nhất của Dortmund là sự chính xác đến lạnh lùng trong từng cơ hội mà họ có được. Ở cả hai lượt trận, tổng XG mà đội bóng vùng rùa sở hữu chỉ là 2,19. Đổi lại, họ có được điều mình cần là hai bàn thắng kết liễu trận đấu của Mats Hummels, lão tướng đã 35 tuổi và Niklas Füllkrug, chân sút mới mùa trước còn đang thi đấu cho Werder Bremen. Có thể nói, Dortmund và Paris Saint-Germain chính là bức tranh đối lập hoàn toàn. Hơn 3 tỷ euro đã được người Qatar đổ vào PSG trong hơn một thập niên qua, nhưng chỉ đổi lại là một trận chung kết mùa giải 2019-2020. Trong khi đó, Dortmund đã tái lập thành tích của năm 2013 và đã có tổng cộng 3 lần vào chung kết Champions League.
sự chờ đợi Champions League của Paris Saint-Germain vẫn sẽ còn tiếp tục. Còn với Dortmund, câu chuyện cổ tích của họ tại đấu trường danh giá nhất bóng đá châu Âu, nếu có thành sự thật, sẽ là chiến thắng của bóng đá trong thời buổi mà những đồng tiền như PSG đang thống trị